Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới anh em một bộ sản phẩm, đó chính là bộ dụng cụ kiểm tra, bổ sung dầu, điều hòa ô tô và kiểm tra chất lượng dầu, điều hòa ô tô. Sau đây bên em sẽ giới thiệu tới anh em chi tiết, cụ thể và hướng dẫn sử dụng với cái bộ sản phẩm này. Mỗi một bộ sản phẩm sẽ được đóng gói như thế này, đấy, để chèn rất chắc chắn. Đấy, sau đây kỹ thuật bên em sẽ nói mô tả chi tiết cho anh em. Đây là dụng cụ kiểm tra chất lượng dầu và kiểm tra lượng dầu đủ hay là thiếu. Đây mọi người có thể thấy. Hai đầu này có thể bắt vào hai đường ống điều hòa vào đây. Hai đầu bắt vào hệ thống điều hòa đây. Đấy. Và hai đường dây phân biệt rõ màu xanh và màu đỏ. Màu xanh là hạ áp và màu đỏ là cao áp. Bắt vào hai đầu của van này. Ta có thể nhìn thấy đây. Và kiểm tra một lượng dầu mà thiếu hay đủ hay là thừa thì chúng ta sẽ nhìn vào đầu này. Đây, ta sẽ nhìn theo bảng hướng dẫn đây. Họ ghi rõ 3 mức. Mức đầu tiên dưới 1/3 của cái đầu này, dưới 1/3 đây thì sẽ là mức thiếu dầu. Mức thứ hai là từ 1/3 đến 2/3 thì trong khoảng đủ dầu. Còn trên 2/3 thế là đầy đến trên nắp này thì là thừa dầu. Và chúng ta biết thế nào là đủ dầu hay thiếu dầu và cách sử dụng như thế nào thì sau đây hướng dẫn. Khi chúng ta bắt vào trong hệ thống điều hòa, đây đường này chúng ta sẽ đường hạ áp sẽ bắt vào trong đường này. Khi chúng ta bắt vào thì chúng ta sẽ đường ống này chúng ta sẽ bắt đầu mở cái van này, chúng ta mở 3 lần. Kết hợp mở 3 lần, mở ra đóng vào 3 lần. Mở ra đóng vào đúng 3 lần. Anh gửi hộ em cái xe này nhá. Rồi chúng ta không mở liên tục nữa và chúng ta khóa lại. Và lúc đấy chúng ta sẽ để một lúc xem dầu nó đọng lại. Nó xem ở mức nào trong 3 mức của chúng ta biết. Đấy. Là chúng ta sẽ biết được dầu đủ hay dầu thiếu hay là dầu thừa. Còn kiểm tra chất lượng dầu như thế nào, có thể dùng được hay không hay là phải tháo ra bảo dưỡng kịp thời bằng phương pháp này. Đây chúng ta có hai que thử kiểm tra chất lượng dầu. Màu trắng tinh khiết. Và ở bảng hướng dẫn có 6 loại màu để kiểm tra chất lượng dầu. Và cách dùng như sau. Tương tự như ở bên đường hạ áp về đang khóa về đến đường cao áp, chúng ta sẽ mở ra và sử dụng cầm tay này và ấn trực tiếp vào cái van xả ở đây. Đây là có đường xả của van này. Chúng ta ấn vào. Lúc có ga thì lúc ấy ga sẽ xì ra theo phương ga xì thẳng vào trong này. Và lúc đấy xì thẳng vào trong rồi chúng ta sẽ rút ra ngoài và nhìn màu chuyển đổi ở trên que thử như thế nào. Chúng ta so thêm các 6 màu ở đây. Nếu là màu trắng thì chúng ta là dầu bình thường. Các màu tùy theo giảm chất lượng dầu giảm dần. Còn nếu là màu đen này chúng ta phải kiểm tra hệ thống điều hòa ngay. Màu đen này nguy cơ là hệ thống điều hòa sẽ hỏng hóc. Đấy, theo từng thang màu, mọi người về có thể tìm hiểu thêm. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu quan tâm hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào.